Liên Hiệp Quốc công bố bức thư hai báo cáo viên đặc biệt của họ gửi cho chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 4 năm nay về các hành vi hăm dọa sách nhiễu và đàn áp nhiều người khi họ có ý định hoặc đã tham gia một hội nghị quốc tế ở Thái Lan có sự hiện diện của giới chức Liên Hiệp Quốc. Trong thư công bố hôm 29 tháng 6, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và báo cáo viên đặc biệt về tình trạng của những người bảo vệ nhân quyền yêu cầu Việt Nam trả lời về các hành vi cấm xuất cảnh, theo dõi, sử dụng bạo lực đối với cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền vì họ tìm cách tham gia hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo tại Thái Lan. Nội dung bức thư dựa trên báo cáo từ các nạn nhân do tổ chức BBSOS có trụ sở ở Mỹ chuyển tới các cơ quan liên hiệp quốc. Hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á là sự kiện hàng năm được tổ chức luân phiên tại các quốc gia Đông Nam Á. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch BBSOS Nguyễn Đình Thắng nói, theo thủ tục của Liên Hiệp Quốc, khi một quốc gia không trả lời một văn thư như vậy trong thời hạn 60 ngày, thì Liên Hiệp Quốc công bố toàn bộ nội dung của văn thư, và đó sẽ là một vết nhơ về dư luận quốc tế. Phúc trình thường niên năm 2019 về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 10 tháng 6 vừa qua, nói Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các nhóm tôn giáo chưa được công nhận, một cáo buộc mà Hà Nội luôn bác bỏ.